Trân trọng mến chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay thì Duy quay trở lại và làm một cái video chia sẻ về vấn đề sức khỏe mang tính thời sự. Đó là chúng ta có nên hay là không nên tiêm vaccine và cái lựa chọn của Duy là gì. Duy hy vọng rằng Duy làm cái video hôm nay mang cái tính chất là tham khảo. Đây không phải là một cái lời khuyên chính thức giúp cho quý vị đưa ra cái quyết định có nên tiêm hay không tiêm vaccine, mà đây chỉ là những cái chia sẻ giúp cho quý vị có một cái nhìn toàn diện và tổng quát hơn trong cái việc đưa ra cái chọn lựa của bản thân mình. Và video hôm nay cũng được xem là cái video chia sẻ nỗi lòng của bản thân Duy như là một cái người công dân bình thường đối với đất nước, đối với toàn thể mọi người. Và trước khi thực hiện cái video này thì Duy cũng đã suy nghĩ rất là nhiều, nhiều đêm trằn trọc và cũng đã nhận được rất là nhiều cái câu hỏi từ quý vị tương tự là có nên tiêm vaccine hay không. Đó là những cái lý do mà Duy quyết định thực hiện cái video hôm nay. Nếu như cái việc mà tiêm vaccine á, là nó đảm bảo cái hiệu quả 100% á, thì chắc là chúng ta không có gì để bàn luận. Hoặc là việc không tiêm vaccine á, là một cái quyết định sáng suốt và khôn ngoan tuyệt đối á, thì có lẽ là chúng ta không có điều gì để bàn cãi. Tuy nhiên, đứng trước một cái thực tế là một cái rừng thông tin trên Internet, trên mạng xã hội với những cái thông tin là ủng hộ có, những cái thông tin trái chiều có, rồi những cái người mà chia sẻ ý kiến là những người có chuyên môn có và những người không có chuyên môn cũng có. Nói chung là quý vị cảm thấy rất là bối rối, rất là khó khăn trong việc thực hiện cái quyết định của mình. Cho nên cái video hôm nay chính là giúp cho quý vị an tâm trước cái lựa chọn của mình và giúp cho quý vị có một cái sự cảm thông đối với chính phủ cũng như là đối với cái hệ thống y tế của đất nước, và đồng thời là giúp cho quý vị có một cái nhìn toàn diện và đa chiều về cái việc là có nên chọn lựa tiêm hay không tiêm vaccine để phòng ngừa Covid-19. Tất cả chúng ta đều có một cái sinh mạng vô cùng quý giá, và tất cả chúng ta được Thượng Đế ban tặng cho cái bộ não có cái khả năng tư duy để đưa ra quyết định. Vậy thì đứng trước một cái quyết định liên quan đến cái sinh mạng của mình á, thì nếu như quý vị mà quyết định sai á, thì quý vị cũng lãnh một cái hậu quả rất là nghiêm trọng mà không thể nào có thể thực hiện lần thứ hai. Và nếu chúng ta đưa ra những cái quyết định đúng đắn á, thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe và giúp cho chúng ta có thể bảo toàn được cái sinh mạng của mình trong tương lai. Cho nên á, đứng trước bất kỳ một cái quyết định nào đó đòi hỏi chúng ta phải có một cái tư duy phản biện, tức là cái khả năng để chúng ta đi tìm kiếm cái sự thật, chọn lọc những cái thông tin nào đáng tin cậy để đưa ra cái quyết định cuối cùng cho bản thân mình. Và chúng ta cần phải có những cái thông tin thật là đầy đủ, thật là đa dạng, thật là nhiều chiều khác nhau để thực hiện cái quyết định đúng đắn. Và đồng thời chúng ta cần có một cái nhìn đa chiều, tổng quát ở mọi khía cạnh của vấn đề. Và một điều rất là quan trọng nữa là khi chúng ta thực hiện quyết định thì chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với những cái quyết định và những cái việc làm của mình. Ai cũng biết rằng lạc quan là một điều rất là tốt, có giá trị giúp cho chúng ta có thể tiếp tục cái cuộc sống. Tuy nhiên, lạc quan thì có hai cái hướng, có hai cách để thực hiện cái sự lạc quan của mình. Đó là lạc quan theo kiểu là điếc không sợ súng, tức là chúng ta không cần biết cái điều gì xảy ra sắp tới trong tương lai, cứ lạc quan mà sống, không cần hiểu biết gì cả. Cái lạc quan thứ hai á, là lạc quan dựa trên một cái sự hiểu biết toàn diện, hiểu biết một cách đầy đủ, rồi chúng ta mới đưa ra cái quyết định, và từ đó mới xem là cái sự lạc quan của mình là có đáng tin cậy hay không. Nghĩa là cái sự lạc quan phải dựa trên cái sự hiểu biết, chúng ta phải lường trước được cái được và cái mất khi chúng ta quyết định thực hiện một cái điều gì đó. Khi đó thì chúng ta mới hoàn toàn có thể vui vẻ và chấp nhận những cái rủi ro mà chúng ta đưa ra quyết định. Cái điều tuyệt vời là cả hai cái sự lạc quan này đó, dẫu sao đi chăng nữa thì cũng mang lại 100% cái sự lợi ích về mặt tinh thần. Mà khi chúng ta có cái sự lợi ích về mặt tinh thần thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của chúng ta. Thì Duy có làm một cái video nói về cái mối quan hệ giữa cái sức khỏe thể chất và cái sức khỏe tinh thần của mỗi con người. Thì quý vị có thể xem cái video đó bằng cách click cái đường link bên trên này, hoặc là xem cái đường link đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này.
Quý vị cũng biết là đúng sai thì chỉ mang cái tính tương đối, và nó có thể phù hợp với Duy nhưng không có phù hợp với quý vị, và ngược lại. Thì đúng sai nó được dựa trên những cái quyết định là tùy theo những cái điều kiện sống của mình nè, tùy theo cái hoàn cảnh gia đình của mình nè, tùy theo cái thể trạng, tình trạng thể chất, tinh thần, sức khỏe của mỗi con người, và tùy theo cái sự hiểu biết của mỗi con người mà chúng ta có thể đưa ra một cái quyết định đúng hay sai, hay là chúng ta có thể nhận định một cái điều gì đó là đúng hay sai. Nghĩa là nó mang cái tính tương đối và có phần cá nhân ở mỗi con người. Trong cái video hôm nay thì Duy xin chia sẻ ba góc độ. Góc độ thứ nhất là góc độ tính cá nhân của Duy, bản thân Duy, là về việc là Duy bản thân mình đưa ra cái quyết định là tiêm hay không tiêm vaccine. Cái vấn đề thứ hai là đối với những người tiêm vaccine như là một cái sự bắt buộc, thì chúng ta cần có những cái hiểu biết gì, chúng ta cần có những cái thiết lập về cái tinh thần và cái suy nghĩ như thế nào cho đúng đắn. Và cái đối tượng thứ ba là nếu như quý vị quyết định là không tiêm vaccine, thì chúng ta phải biết được những thông tin nào, chúng ta phải có lý do gì, và chúng ta phải có những cái niềm tin nào để mà củng cố được cái quyết định của chúng ta là không tiêm vaccine. Duy xin đi vào cái ý thứ nhất, đó là nếu cá nhân Duy được cho tiêm vaccine thì Duy có tiêm hay không? Thì câu trả lời của Duy là Duy sẽ không tiêm vaccine. Và quý vị nên nhớ là cái quyết định tiêm hay không tiêm vaccine có thể tốt cho Duy nhưng không tốt cho quý vị. Bởi vì chúng ta có hoàn cảnh khác nhau, có điều kiện khác nhau, có suy nghĩ khác nhau. Và sau đây là những cái lý do mà tại sao Duy quyết định là không tiêm vaccine. Thì cái lý do thứ nhất là Duy đã áp dụng cái thực dưỡng hiện đại đã được 5 năm, có thể nói là gần 5 năm. Và trong 5 năm mà khi áp dụng thực dưỡng hiện đại đó, thì Duy hoàn toàn không đụng bất kỳ một cái viên thuốc nào, đặc biệt là thuốc Tây. Bởi vì Duy nghĩ rằng đó, thức ăn phải là thuốc của chúng ta, mà thuốc của chúng ta phải là thức ăn của chúng ta. Đây là một cái câu nói của ông tổ của ngành y hiện đại là Hippocrates. Do đó Duy nghĩ rằng nếu mà chúng ta biết cách ăn uống đúng đắn thì chính là cái liều thuốc tốt nhất cho sức khỏe của mình. Cái lý do thứ hai mà Duy không tiêm vaccine đó là nếu như giả sử Duy không tiêm vaccine và Duy phải lãnh cái hậu quả là mình phải chết đi thì đây chính là cái lỗi hoàn toàn do Duy. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái việc ăn uống và cái lối sống sai lầm không hợp lý cho nên làm cho cái sức khỏe của Duy không có tốt. Duy không có một cái sức đề kháng, một cái hệ miễn dịch tốt để chống chọi lại cái virus corona. Và Duy bắt buộc phải chấp nhận cái hậu quả là mình phải bị đào thải khỏi cái cuộc sống trên cái thế giới này. Đó hoàn toàn là một cái quy luật của chọn lọc tự nhiên. Cái yếu tố thứ ba làm cho Duy quyết định như vậy á, bởi vì nếu như vaccine có thể giúp cho Duy vượt qua được cái COVID-19, nhưng mà những cái biến thể của COVID-19, ví dụ như là Delta, Lambda, rồi biến thể Mu chẳng hạn, làm sao để vượt qua đây? Rồi trong tương lai đó, nếu mà Duy không có hiểu về cái cách giữ gìn sức khỏe và nâng cao sức đề kháng của mình, thì còn hàng loạt, hàng trăm, hàng triệu những cái loại virus mới sẽ xuất hiện và đe dọa đến cái mạng sống của chính bản thân mình. Vậy thì nếu Duy quyết định tiêm vaccine thì tương lai Duy phải tiêm nhiều loại vaccine nữa, mà có thể nói là tiêm vaccine suốt đời. Thì Duy nghĩ đây là một cái điều rất là tốn kém. Đây là một cái điều mà có thể nói là rất là bất tiện trong cái cuộc sống của mình. Cái lý do thứ tư mà Duy quyết định không tiêm vaccine đó là vì Duy không có bất kỳ cái bệnh nền nào, bất kỳ một cái bệnh mãn tính nào trong hiện tại, như là béo phì nè, tiểu đường nè, huyết áp tim mạch nè, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nè, rồi những cái bệnh về bệnh tự miễn vân vân, thì hoàn toàn mình khỏe mạnh, mình không có bị mắc những cái bệnh mãn tính đó. Cho nên cái khả năng mà khi mình mắc COVID-19 mình vượt qua dễ dàng. Còn nếu không mình mắc bệnh nền thì khi mà mình nhiễm COVID-19 thì chính những cái bệnh nền này làm cho mình bị diễn biến nặng hơn, cái bệnh tình mình nặng hơn, và khả năng là mình không thể vượt qua khỏi được khi mình bị nhiễm bệnh. Cái lý do tiếp theo là Duy hoàn toàn không nhất thiết phải cần cái thẻ xanh như là một cái thẻ thông hành, bởi vì cái công việc của Duy hoàn toàn tự do. Duy là người không có làm cho bất kỳ một cái tổ chức cá nhân hay bất kỳ một cái cơ quan nhà nước nào cả, cho nên Duy cũng không cần phải có cái thẻ xanh để đi lại và làm việc. Và khi Duy nói đến đây, phân tích đến đây đó, thì không có nghĩa là Duy hoàn toàn ỷ lại hay là Duy xem thường cái virus corona
hay xem thường cái dịch bệnh Covid-19, mà thực tế đó là Duy đã thủ sẵn cho mình những cái giải pháp, những cái giải pháp của thực dưỡng hiện đại để giúp cho mình có thể dễ dàng vượt qua nếu như mình lỡ nhiễm bệnh. Thì những cái giải pháp mà Duy đã chuẩn bị sẵn cho mình đó xin cũng chia sẻ với quý vị. Thứ nhất đó là cái nước súc miệng, sử dụng cái dung dịch nước nấu với phèn chua và muối. Thì Duy đã làm cái video hướng dẫn thực hiện cái nước súc miệng theo cái kinh nghiệm chống ôn dịch của ông bà xưa đó. Quý vị có thể click cái video bên trên này hoặc là xem cái đường link thực hiện ngay trong cái video bên dưới này. Cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái bột dentai như là một cái bột để giúp cho chúng ta ngăn ngừa cái viêm họng cũng như là khử khuẩn ngay trong cái cổ họng của chúng ta. Tiếp theo đó là Duy có giải pháp là dùng canh dưỡng sinh để nâng cao cái sức đề kháng của mình. Thì canh dưỡng sinh là một cái loại mà nấu từ các loại rau củ quả. Đây là một cái công thức do một cái người Nhật đã sáng tạo ra. Và quý vị có thể mua những cái gói canh dưỡng sinh này để chúng ta sử dụng hàng ngày để nâng cao sức đề kháng của mình, cũng như là sử dụng trước và sau khi tiêm vaccine để giúp cho chúng ta có thể phòng ngừa được những cái tác dụng phụ của vaccine cũng như là khử độc cho cơ thể. Tiếp theo nữa là Duy đã phòng thủ cho mình là 5K, những cái khuyến cáo của Bộ Y tế để chúng ta có thể phòng dịch từ xa. Và giải pháp nữa là Duy thực hiện tắm nắng, tập hít thở sâu và ngồi thiền mỗi ngày để mà nâng cao cái sức đề kháng và cái hệ miễn dịch của mình. Ngoài ra đó, Duy có cái bài thuốc dân gian đó là dừa tươi, nước dừa tươi nấu với gừng, nấu với đường phèn mà Duy cũng đã chia sẻ cho nhiều quý vị đó. Quý vị có thể click cái đường link bên trên này hoặc là xem cái video đó ngay trong phần mô tả bên dưới cái video này. Thì Duy đã chia sẻ nếu như mình bị mắc bệnh, bị nhiễm Covid mà chúng ta bị nóng sốt cao đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái dung dịch này để bù khoáng, điện giải, nâng cao cái sức đề kháng của mình, giúp cho máu của mình không có bị đông đặc và tạo điều kiện tốt nhất cho cái hệ miễn dịch của mình tạo ra cái sức đề kháng để chống lại virus corona. Lý do tiếp theo nữa mà Duy quyết định không tiêm vaccine đó là Duy có một cái niềm tin mạnh mẽ vào tạo hóa, niềm tin vào mẹ thiên nhiên. Đó là mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho con người chúng ta và tất cả mọi cái sinh loài trên cái quả địa cầu này á, là một cái hệ miễn dịch hay là một cái hệ thống phòng thủ hiệu quả đối với tất cả các cái loại mầm bệnh. Cái vấn đề là chúng ta có biết cách tạo điều kiện hoặc là nâng cao cái sức đề kháng của mình để chống chọi lại hay không. Thì quý vị cũng thấy là tại sao tất cả những cái sinh loài khác, các loài động vật khác sống trong tự nhiên á, nó không có sợ virus corona. Nó hoàn toàn sống hòa bình với virus corona, mà con người của chúng ta thì không. Khi mà Duy phân tích đến đây á, thì một số quý vị anh chị á, nói là Duy có sợ cái bão cytokine hay không. Thì bão cytokine á, là một cái hiện tượng rất là đặc biệt quý vị, là khi mà hệ miễn dịch của mình á, nó quá mạnh, nó phản ứng quá mạnh đối với một cái loại virus, ở đây là virus corona chẳng hạn, thì cơ thể mình nó tạo ra những cái chất nó gọi là cytokine, chính cái hệ thống miễn dịch của mình nó tạo ra. Nó tạo ra để thông báo cho toàn bộ các cái tế bào trong cơ thể của mình rơi vào một cái tình trạng là khẩn cấp. Hãy tập trung mọi nguồn lực, năng lượng để mà có thể chống chọi với bệnh, tạo ra cái sức đề kháng để đẩy lùi virus ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên cái phản ứng này quá mức, nó tạo ra quá nhiều cytokine. Và tạo ra quá nhiều cytokine thì người ta gọi là bão cytokine. Thì chính cái chất này nè, nó làm cho cái hệ thống nội tạng của mình bị suy yếu, bị phá hủy. Nói chung là tự mình, hệ miễn dịch của mình chống lại chính các cái tế bào lành mạnh trong cơ thể của mình, làm cho toàn bộ cơ thể của mình bị suy sụp và dẫn đến cái chết. Và cái nguyên nhân thực sự mà tại sao cái hệ miễn dịch của mình lại thực hiện một cái phản ứng quá mức như vậy thì hiện nay y học hiện đại vẫn chưa thể giải thích được. Và cái lý do thứ hai mà Duy cũng đang tìm hiểu đó là liệu cái việc mà mình lo âu, sợ hãi quá mức nó có ảnh hưởng đến cái việc mà cái bão cytokine diễn ra mạnh mẽ hay không. Thì đây hoàn toàn cũng là một bí mật chưa có lời giải. Nhưng mà bản thân Duy tin rằng nếu mà chúng ta không có lo lắng và sợ hãi quá mức thì chúng ta có thể ngăn chặn được cái hiện tượng bão cytokine xảy ra. Cái lý do thứ 8 mà Duy không tiêm vaccine đó là Duy không muốn giao phó cái sức khỏe của mình, cái sinh mạng của mình cho bất kỳ cái cơ quan tổ chức hay cho bất kỳ một cái liệu pháp thuốc men nào cả. Bởi vì điều đó vô tình làm cho chính Duy mất đi cái sự tự do của bản thân mình.
mà một con người mất đi cái sự tự do và cái quyền quyết định cái sinh mạng của mình thì cái cuộc sống của mình có thể nói là hoàn toàn vô nghĩa. Cái lý do thứ 9 á, là mặc dù á, sinh mạng ai cũng quý, bản thân Duy cũng quý sinh mạng của mình nữa. Nhưng mà cái sinh giữ được cái sinh mạng của mình á, là khó rồi. Nhưng mà làm sao để mình sống một cái cuộc sống nó tự do, nó có chất lượng, nó còn quan trọng hơn. Vậy thì nếu như chúng ta tiêm vaccine mà những cái vấn đề về tác dụng phụ của vaccine trong hiện tại cũng như trong tương lai như thế nào, thì có thể nói là chúng ta chưa có một cái câu trả lời thỏa đáng, một cái câu trả lời toàn diện và chính xác nhất. Cho nên Duy cũng không biết rằng liệu mình tiêm vaccine rồi tương lai 1-2 năm sau đó thì có những cái tác dụng phụ nào mà nó làm cho cái cuộc sống của mình trở nên khó khăn, nó bất tiện hay không. Nói khác hơn là Duy quan trọng cái chất lượng sống của mình hơn là sống chỉ để tồn tại mà thôi. Và tất nhiên là đây hoàn toàn là những cái suy nghĩ mang cái tính cá nhân của Duy mà thôi. Đúng sai là do Duy hoàn toàn quyết định và tự chịu trách nhiệm. Và Duy hy vọng rằng quý vị cũng không nên bắt chước hay là làm theo Duy thông qua những cái điều mà Duy chia sẻ, mà quý vị phải có cái quyết định riêng cho chính bản thân mình và phải tự chịu trách nhiệm trước những cái quyết định của chính bản thân mình. Cái vấn đề lớn thứ hai mà Duy chia sẻ đó là đối với những cái người mà phải tiêm vaccine như là một cái giải pháp bắt buộc thì như thế nào. Thì những cái người như là quan chức chính phủ nè, rồi những cái người làm việc trong nhà nước, công nhân viên chức, rồi những cái người công nhân làm việc trong các cái nhà máy xí nghiệp nè, rồi những cái lao động làm việc trong những cái tổ chức xã hội nè, rồi những cái doanh nhân chẳng hạn, hoặc là những cái người mà cái công việc có cái tính chất là phải tiếp xúc với nhiều người và phải ngăn ngừa cái việc mà lây nhiễm cho cộng đồng đó, thì bắt buộc chúng ta phải tiêm vaccine. Thì đối với những người này đó, thì cái việc tiêm vaccine là dường như là một cái lựa chọn bắt buộc. Và tiêm vaccine trong trường hợp này giúp cho quý vị đổi lấy cái sự an tâm và một cái sự lạc quan. An tâm và lạc quan rằng là chúng ta đã tiêm vaccine và chúng ta có được cái sự bảo vệ từ vaccine. Và chính cái sự an tâm và lạc quan này sẽ góp phần giúp ích cho quý vị trong cái việc là giúp cho cái hệ miễn dịch của mình được nâng cao lên. Bởi vì khi chúng ta vui vẻ, chúng ta có niềm tin thì cũng tạo điều kiện cho hệ miễn dịch của mình tốt hơn. Và giúp cho quý vị gạt đi những cái nỗi lo sợ, mà đôi khi đó cái sự lo lắng, cái sự sợ hãi còn giết chúng ta nhanh hơn là cái sự nguy hiểm đến từ virus corona. Và nếu như quý vị phải tiêm vaccine mũi 1, mũi 2, mũi 3, vân vân, và quý vị gặp phải những cái tác dụng phụ như là đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, tê bì, khó ngủ, đau nhức trong người chẳng hạn, thì quý vị hãy theo dõi cái video mà Duy đã thực hiện, click cái đường link bên trên này. Đó là làm sao để giúp cho cơ thể của chúng ta nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau khi chúng ta tiêm vaccine. Hoặc quý vị có thể xem cái video đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Một số cô bác anh chị là có vấn đề về cái bệnh nền nè, những cái người lớn tuổi nè. Thì những cái người mà có bệnh nền á, thì quý vị thấy là gì? Hầu như đa phần là cái thành mạch máu của mình á, bị sơ vữa. Cho nên á, khi mà cái hệ miễn dịch của mình phản ứng với virus á, thì cái khả năng hình thành những cái cục máu đông rất là cao và gây tắc nghẽn. Điều này rất là nguy hiểm với tính mạng. Mà để cải thiện những cái vấn đề về sức khỏe, những cái bệnh nền, những cái bệnh mãn tính đó, hoặc là những cái cô bác anh chị lớn tuổi đó, thì để cải thiện sức khỏe đó nó cần có thời gian. Mà nếu quý vị áp dụng thực dưỡng á, thì cũng phải cần có thời gian. Cho nên á, để thay đổi cái ăn uống và cái lối sống để giúp cho cải thiện cái tình hình sơ vữa mạch máu cũng như là giảm đi những cái bệnh mãn tính đó đó, thì có thể nói là quý vị rất là khó có thể thực hiện được. Cho nên tốt nhất là chúng ta tiêm vaccine giúp cho chúng ta an tâm tốt hơn. Ngoài ra thì cái giải pháp tiêm vaccine còn là một cái giải pháp tốt đối với những người có tính là hay lo sợ. Bởi vì nhiều khi cái sự lo sợ, cái sự sợ hãi đó giết quý vị còn nhanh hơn là Covid nữa. Rồi đối với một số trường hợp đó là quý vị anh chị vì cái cuộc sống mưu sinh đó, cơm áo gạo tiền, nhiều người là lao động chính trong gia đình, bắt buộc phải tiêm vaccine để có thể tiếp tục làm việc, để có thể giải quyết những cái vấn đề về tài chính, về cơm áo gạo tiền cho gia đình mình, cho con cái của mình, thì quý vị cũng bắt buộc phải tiêm ngừa. Nói tóm lại đó là những cái quý vị mà bắt buộc phải tiêm vaccine đó, thì quý vị cũng đừng nên quá lo lắng,
cũng đừng nên quá sợ hãi. Quý vị hãy lạc quan và vui vẻ để giúp cho cái hệ miễn dịch của mình ở cái trạng thái tốt nhất, cái sức đề kháng của mình ở trạng thái tốt nhất, và giúp cho quý vị có thể lấy lại, hồi phục lại cái sức khỏe nếu như có những cái tác dụng phụ từ vaccine, cũng như là trong tương lai quý vị có thể chống lại những cái virus, những cái biến thể, những cái loại virus mới một cách hiệu quả, giúp duy trì cái tính mạng và cái sức khỏe của mình. Cái nhóm người thứ ba mà Duy chia sẻ đó là những người không tiêm vaccine, những người mà tin tưởng vào cái hệ thống miễn dịch và cái sức đề kháng của mình đó, thì quý vị cần nắm những cái thông tin gì? Cái điều thứ nhất mà Duy chia sẻ đó là cái tỷ lệ mà tử vong trên thế giới này đối với những cái người mà bị nhiễm COVID-19 á, thì quý vị thấy là cái tỷ lệ tử vong trung bình là 2% trên dân số. Nghĩa là cái tổng số ca nhiễm là bao nhiêu không biết, nhưng mà trong cái số nhiễm bệnh á, thì có 2% là phải tử vong. Và tiếp theo đó là những cái loại vaccine mà các hãng dược trên thế giới này tạo ra đó, có rất là nhiều. Thì tất cả các cái loại vaccine của các cái hãng dược trên thế giới này tạo ra đó, thì có cái tỷ lệ thành công, cái tỷ lệ mà khi tiêm vào cơ thể nó giúp cho cái hệ miễn dịch mình tạo ra cái kháng thể thành công để ngừa COVID đó, thì cái xác suất thành công nó khoảng 70% tính trên trung bình. Ở đây là Duy nó lấy trung bình trên tất cả các loại vaccine nha. Bởi vì có những cái vaccine là 60%, có những loại là 80%, có những loại là 90%, vân vân. Thì quý vị thấy là nếu mà chữa trị thông thường đó, không dùng vaccine đó, thì cái tỷ lệ tử vong 2%. Vậy thì nếu như chúng ta thực hiện tiêm vaccine trên toàn cầu đó, thì chúng ta có 70% cái khả năng bảo vệ của vaccine, áp dụng cho 2% cái số người có khả năng tử vong nếu không tiêm vaccine, thì chúng ta có thể hạ cái tỷ lệ tử vong xuống còn 0.6%. Đây là một cái con số quý vị thấy là không đáng kể, nhưng mà tính ra dân số của 8 tỷ người là có thể bảo vệ được sinh mạng rất là nhiều người. Tất nhiên đây là trên lý thuyết mà thôi. Vậy thì tại sao chính phủ chọn thực hiện cái điều này? Bởi vì cái thứ nhất á, nếu không dùng vaccine á, thì nó sẽ xảy ra một cái vấn đề là cái hệ thống y tế có thể bị quá tải, bởi vì cái số người mà nhiễm bệnh cùng một lúc á, rất là nhiều. Bởi vì virus nó lây lan rất là nhanh trên toàn thế giới, mà cái số người nhiễm bệnh cùng một lúc quá nhiều như vậy á, thì hệ thống y tế này không đủ cái nguồn lực để mà chăm sóc sức khỏe cho những người bệnh. Cho nên á, có thể dẫn đến những cái rối loạn về an ninh trật tự, chính trị xã hội, về kinh tế vân vân. Cho nên chính phủ họ ngăn ngừa trước cái điều này bằng cách là cố gắng thực hiện tiêm vaccine cho tất cả mọi người trên thế giới. Và tất nhiên là không có giải pháp nào mà hoàn hảo hết quý vị. Đổi lại đó, để làm được cái điều này đó, thì đổi lại thì chúng ta phải chấp nhận những cái tác dụng phụ của vaccine khi mà chúng ta tiêm vaccine, cũng như là những cái tác dụng phụ lâu dài trong 1-2 năm nữa. Thì tất cả những cái tác dụng phụ này chỉ thực sự thống kê một cái con số chính xác khi cả thế giới này thực hiện tiêm vaccine đầy đủ, và chỉ thực hiện chính xác khi những cái số liệu thống kê được thực hiện một cách minh bạch và chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào chờ đợi đến 2 năm sau, 3 năm sau để biết được cái kết quả thực sự là như thế nào, mà chúng ta phải chấp nhận sống chung với lũ, chấp nhận phải thực hiện tiêm vaccine, tức là tiêm trước rồi tác dụng phụ thì chúng ta tính sau. Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu về vấn đề vaccine, cái việc tiêm vaccine của những cái người có chuyên môn, của những người có hiểu biết, thì quý vị có thể tham khảo cái video của tiến sĩ người Do Thái, đó là tiến sĩ Vladimir Zelenko, mà Duy đã chia sẻ đó, bằng cách click vào cái video trên đây, hoặc là click vào cái video, cái đường link ngay trong phần mô tả bên dưới cái video này. Thì tiến sĩ Zelenko có chia sẻ về vấn đề là ba cái khía cạnh quan trọng của việc tiêm vaccine, là ở cái mức độ an toàn nè, cái tính hiệu quả nè, và cái sự cần thiết của việc tiêm chủng. Thì quý vị có thể xem cái video đó, quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Và một cái thông tin nữa quý vị cần phải biết đó là nếu như chúng ta không thực hiện cái giải pháp tiêm vaccine á, thì đối với 2% cái dân số có nguy cơ tử vong đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể giảm cái số lượng tử vong này bằng cách chúng ta áp dụng những cái phương pháp phòng ngừa từ xa, ví dụ như là 5K của Bộ Y tế chẳng hạn, rồi chúng ta áp dụng những cái phương pháp, những cái bài thuốc theo kinh nghiệm dân gian cổ truyền của ông bà xưa. Chúng ta có thể thực hiện những cái bài thuốc giữa Đông y và Tây y kết hợp,
mà bản thân nước Trung Quốc đó, cái nước mà bùng dịch sớm nhất đó, đã sớm áp dụng để mà đẩy lùi Covid. Ngoài ra đó thì chúng ta có thể áp dụng những cái phương pháp của thực dưỡng mà Duy chia sẻ trong cái phần đầu tiên của video đó, hoặc là những cái giải pháp trong ngắn hạn và dài hạn của thực dưỡng hiện đại để giúp cho chúng ta có thể nâng cao cái sức đề kháng trước virus corona. Cái điều tiếp theo mà Duy chia sẻ đó, đối với những người không tiêm vaccine đó, thì chúng ta cần phải có một cái sự thông cảm nhất định đối với chính phủ của chúng ta, đối với nhà nước của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người mà làm trong chính phủ và nhà nước, họ có những cái nỗi lo và nỗi sợ riêng. Thì cái nỗi sợ thứ nhất là họ sợ là quá tải trong cái hệ thống chăm sóc y tế công. Thì quý vị thấy là nếu như mà số lượng người nhiễm bệnh quá nhiều đó trong một thời gian ngắn, thì cái nguồn lực y tế không thể đáp ứng được. Và điều này sẽ gây ra những cái rối loạn về trật tự, về an ninh chính trị, v.v. Những cái điều này thì chính phủ họ rất là lo ngại. Cái điều lo lắng tiếp theo của chính phủ đó là cái việc mà hy sinh về kinh tế. Họ sợ là khủng hoảng kinh tế, họ sợ là cái kinh tế thị trường bị suy sụp. Mà quý vị thấy là trước mắt là có rất là nhiều cái doanh nghiệp, có rất là nhiều cái tổ chức kinh tế, có rất là nhiều cá nhân than phiền là trong cái thời gian dịch, lánh dịch vừa rồi đó quý vị, có rất là nhiều người không có việc làm, có rất là nhiều người không có thu nhập, có rất là nhiều cái doanh nghiệp phải phá sản. Thì đây cũng là một cái nỗi lo của chính phủ mà quý vị cần phải thông cảm. Và cái sự lo lắng tiếp theo của chính phủ đó là họ lo lắng cho cái tính mạng của người dân không được đảm bảo. Vậy nếu như dịch bệnh không được kiểm soát thì cái tính mạng của người dân sẽ gặp nguy hiểm. Có rất là nhiều người phải chết vì Covid, vì không được chăm sóc. Cho nên chính phủ cũng rất là lo lắng. Cho nên nếu mà chúng ta đứng ở cái cương vị, cái vị trí của chính phủ á, thì quý vị nhìn ra thì quý vị thấy là có rất là nhiều điều phải bận tâm, phải lo lắng. Cho nên đứng ở khía cạnh chính phủ đó, họ phải chọn ra một cái giải pháp nào đó mà thỏa mãn được ba cái yếu tố sau đây. Cái yếu tố thứ nhất á, là làm sao phải dễ thực hiện nhất. Cái yếu tố thứ hai á, làm sao để hợp pháp nhất. Bởi vì tất cả chúng ta đều sống và làm việc theo pháp luật. Và cái điều thứ ba đó, làm sao phải, cái giải pháp này phải có cơ sở khoa học nhất. Cơ sở khoa học. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới, tất cả mọi điều phải được chứng minh trên cái cơ sở khoa học, phải có bằng chứng rõ ràng. Vậy thì khi Duy phân tích đến đây đó, thì quý vị thấy là cái giải pháp mà dùng vaccine để tiêm ngừa cho toàn quốc, cho toàn cầu là giải pháp có thể nói là duy nhất, hiệu quả nhất mà ở cương vị của chính phủ họ phải thực hiện. Tuy nhiên, ở khía cạnh cá nhân, bản thân của chúng ta thì chúng ta có thể hoàn toàn không thực hiện điều này. Chúng ta có một cái lựa chọn khác, nhưng chúng ta phải tự chịu trách nhiệm đối với cái quyết định cá nhân của mình. Cái thông tin thứ ba mà quý vị có thể tham khảo đó là đối với những cái nước tự do đã thực hiện tiêm vaccine rồi đó, Duy kể ra như là Mỹ nè, Israel nè, Singapore nè, Nepal nè. Thì đây là những cái nước tự do và hoàn toàn những cái thông tin đó được công bố một cách minh bạch đó. Thì quý vị có thể tham khảo là những cái nước này họ đã tiêm cho cái công dân của họ đó là trên 60-80% những cái người công dân đã được tiêm vaccine. Thì chúng ta xem coi cái việc tiêm vaccine đó thì cái hiệu quả được đánh giá như thế nào. Tiếp theo nữa là những cái người đó, những cái người công dân của các cái nước đó đó được tiêm vaccine từ 2-3 mũi và thậm chí là có những nước là dự định tiêm mũi thứ tư cho công dân của mình. Thì quý vị có thể tham khảo coi những cái đất nước đó họ thực hiện như vậy đó, thì cái khả năng mà đẩy lùi phòng dịch có tốt hay không, có hiệu quả hay không, thì đó cũng là một cái cơ sở khoa học thực tiễn để mà chúng ta tham khảo, để mà chúng ta củng cố thêm cái quyết định của mình. Một trong những cái điều lo lắng của người quyết định không tiêm vaccine đó, đó là chúng ta sợ là chúng ta không có thẻ xanh. Mà chúng ta không có thẻ xanh đó, thì chúng ta khó đi lại, chúng ta khó hội nhập với cộng đồng. Thì thực ra đó, cái thẻ xanh đó, nó hiện tại nó có giá trị. Nó có giá trị khi mà cái dân số của đất nước đó chưa đủ 60-80% dân số tiêm vaccine. Bởi vì chưa đủ 60-80% dân số tiêm vaccine đó, thì chưa thể tạo ra cái miễn dịch cộng đồng. Cho nên cái thẻ xanh lúc đó nó còn giá trị. Cái điều thứ hai đó là chính phủ họ lo sợ là cái hệ thống y tế nó quá tải trong cái việc là hỗ trợ chữa trị cho những người bị nhiễm Covid. Cho nên họ luôn luôn khuyến khích là tất cả mọi người công dân đó, hãy cố gắng tiêm vaccine. Và họ luôn luôn cố gắng là gì? Tìm các cái nguồn vaccine khác nhau để thúc đẩy cái việc tiêm vaccine nhiều nhất
cho đất nước. Cho nên á, cái thẻ xanh chỉ có giá trị khi mà cái độ phủ vaccine chưa đầy đủ và họ lo sợ cái hệ thống y tế quá tải. Cho nên nếu trong tương lai đó, quý vị mặc dù không tiêm vaccine, nhưng nếu tương lai đó 60-80% dân số đã tiêm và cái hệ thống y tế không còn quá tải nữa, thì cái thẻ xanh nó không còn ý nghĩa nữa. Thì lúc đó mọi người sẽ được đi lại và giao dịch tự do. Vấn đề của chúng ta là hãy chờ đợi, hãy kiên nhẫn. Nói tóm lại, trong cái video hôm nay mà Duy chia sẻ đó, thì dù quý vị quyết định tiêm hay không tiêm vaccine đi nữa đó, thì cái yếu tố tinh thần đó là yếu tố vô cùng quan trọng. Nó quyết định trực tiếp đến cái hệ miễn dịch, cái sức đề kháng của bản thân mình. Cái điều thứ hai là Duy hy vọng rằng quý vị hãy hài lòng với cái quyết định của chính bản thân mình. Chúng ta hãy tự chịu trách nhiệm đối với chính quyết định của mình. Vì khi mà chúng ta hài lòng và chúng ta chấp nhận cái điều đó đó, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái sự an tâm. Và chính cái sự an tâm này là cái điều, cái động lực mà giúp cho chúng ta tiếp tục sống. Chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc và an lạc trong cái tương lai của mình. Và cái người quan trọng nhất, cái người quyết định cuối cùng đến cái sức khỏe của chính bản thân mình, đó chính là chính mình, chính chúng ta, không ai khác. Không phải là chính phủ, không phải là vaccine. Cho nên quý vị phải có một cái sự chọn lọc, có cái suy nghĩ riêng của mình. Không nên tin vào Duy, cũng không nên tin hoàn toàn vào chính phủ, cũng không nên tin hoàn toàn vào vaccine, mà hãy tin hoàn toàn vào cái sự lựa chọn và cái quyết định của chính bản thân mình khi mình đã nắm được đầy đủ các cái thông tin cần thiết. Duy hy vọng là cái video hôm nay sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thấy video này có ích á, thì đừng quên nhấn like hoặc là click share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem video. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất là thường xuyên quý vị nha. Nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi nào đó thì hãy để lại cái câu hỏi đó ngay trong cái phần comment bên dưới cái video này. Duy nhất định sẽ đọc và trả lời từng cái câu hỏi của quý vị. Nếu như quý vị muốn liên hệ trực tiếp với Duy thì hãy liên hệ thông qua cái thông tin Zalo Messenger ngay bên cạnh. Số điện thoại là 081-867-2707 hoặc là có thể gọi điện trực tiếp với Duy thông qua điện thoại hoặc là WhatsApp. Số điện thoại là 0946-778-933. Duy xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh Duy Võ trong thời gian qua. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video đến giây phút này. Và một lần nữa, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo mới nhất và sớm nhất. Trân trọng, mến chào.